Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, nếu chúng ta để ý tinh tường thì lời Chúa ngày hôm nay quả thật là một điều giúp cho mỗi người chúng ta sống đúng với nhân cách, sống đúng với nhân phẩm và sống đúng với tư cách của một người Kitô hữu. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa trong sách Huấn Ca ngày hôm nay nói rất hay như thế này: sàng rồi, trấu ở lại sàng. Nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Nói ra cái dở thì chúng ta sẽ thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Có một sự lắt léo của lòng người nào đó ở trong cuộc sống, nhưng không sớm thì muộn, điều đó chúng ta sẽ thấy ngay ở người đối phương. Những người giả dối, những người quanh co, những người mà sống gọi là không sòng phẳng, không công bằng với người khác, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ phát hiện ra bằng những cử chỉ và chính lời nói của họ. Hay nói một cách khác, giữa lời nói và hành động của họ không đi đôi với nhau. Chính điều đó giúp cho chúng ta thấy lòng dạ của con người. Và những con người hai lòng chúng ta thấy, không bao giờ chúng ta có thể chơi bền vững, hay là những người đó sẽ không thể nào làm bạn vững vàng của mỗi người chúng ta được. Cho nên đời sống của mỗi người chúng ta cần có một sự sống thành thật với nhau, sống thành thật với đối phương, bất kể họ là ai. Họ là những người tốt ở trong chính gia đình của mình, họ là vợ là chồng của mình, họ là những người sống chung quanh bạn bè đồng nghiệp. Tất cả chúng ta phải thể hiện chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta là một con người phải sống thành thật với nhau. Và khi sống thành thật với nhau, chúng ta thấy chúng ta sẽ dễ dàng cư xử và sẽ dễ dàng hành động đúng. Còn nếu mà chúng ta không sống thành thật thì chắc chắn mối tương quan của mỗi người chúng ta sẽ dễ bị đổ vỡ. Và khi đổ vỡ rồi, chúng ta thấy khó có thể hàn gắn được. Cho nên điều hết sức quan trọng mà sách Huấn Ca ngày hôm nay nói với mỗi người chúng ta: hãy sống thành thật, công bằng, công chính với anh chị em mình và ngay trong chính con người của chúng ta. Chúng ta kiểm điểm lại con người của mỗi người chúng ta, trong khi trong đầu của chúng ta, trong con mắt của chúng ta, cả một cái xà, cả một cái sự ngăn cản sự sống của mỗi người chúng ta lại không nhìn ra. Hay nói một cách khác, nhiều lúc chúng ta sai quấy, nhiều lúc chúng ta là những con người rất dở hơi, nhưng chúng ta không nhìn ra điều đó. Nhiều lúc chúng ta có thể là những con người ác tâm, nhiều lúc chúng ta hành động không đúng với lương tâm, nhưng chúng ta không thể nhận ra được điều đó. Người khác nhận ra, nhưng chính chúng ta lại không nhận ra. Và khi chúng ta không nhận ra điều xấu, điều dở ở trong chính con người của mình, thì chắc chắn lời nói và hành động của chúng ta là lời nói và hành động sai chứ không phải là đúng. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta:
cả một cái xà ở trong con mắt chúng ta, ở trong chính con người của chúng ta. Chúng ta biện minh, chúng ta quanh co, chúng ta thiếu thành thật, chúng ta thiếu chân thành. Và khi chúng ta sống như thế thì chúng ta sẽ không thể nào canh tân đời sống của mỗi người chúng ta, để rồi đời sống của mỗi người chúng ta sẽ trở nên những con người sống giả tạo. Và khi sống giả tạo, chắc chắn lời nói, hành động của mỗi người chúng ta sẽ sống giả tạo. Và như vậy chúng ta sẽ bị đổ bể, đổ gãy hết các tương quan giữa con người với con người, và đặc biệt gãy cái tương quan giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu đến là chỉ cho mọi người chúng ta thấy Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta đi theo Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta cũng hành động như là Đức Kitô đã nói và đã hành động. Và khi sống như thế, chúng ta mới thể hiện đúng bản chất của một người Kitô hữu, là một người có Chúa Kitô trong chính con người của mình. Và khi canh tân như thế, chúng ta mới có quyền, chúng ta mới có khả năng để giúp đỡ anh chị em mình. Chỉ có một cái rác ở trong con người, trong mắt của anh chị em mình mà thôi. Cho nên Chúa Giêsu lại nói: nhìn quả thì biết cây, cây sâu thì không thể nào sinh trái tốt, ở trong bụi gai thì không thể nào hái được trái nho. Đời sống của chúng ta gieo điều ác, đời sống của chúng ta làm những sự gian ác, thì chúng ta chỉ sinh ra những trái đắng đót cho chính cuộc đời của mình và cho cuộc đời của anh chị em mình mà thôi. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, gieo giống nào sẽ gặt giống đó. Kinh Thánh Cựu Ước nói: đời cha ăn nho xanh, đời con ghê răng. Hay tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng thấy có câu: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chúng ta gieo cây nào, chúng ta sẽ nhận được trái đó. Cho nên trong chính đời sống mỗi người chúng ta canh tân lòng trí để chính mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta và cộng đồng, cộng đoàn Kitô hữu chúng ta phải là những con người gieo mầm tin yêu, gieo những cây tốt thì mới có thể sinh ra trái trăng tốt được. Còn nếu chúng ta gieo điều xấu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp hay là chúng ta nhận được những trái đắng. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay thật rõ ràng để giúp cho mỗi người chúng ta canh tân đời sống của mình và giúp cho anh chị em chúng ta canh tân đời sống của họ, để rồi chúng ta sống ở trong một thế giới hòa bình và trật tự. Và đó cũng chính là điều mà ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay thật là dễ hiểu, thật là cụ thể. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, để thực hiện được những điều đơn giản mà ngày hôm nay Chúa Giêsu lời Chúa nói với mỗi người chúng ta không đơn giản chút nào. Chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải sống như Đức Giêsu Kitô sống, thì chúng ta mới có khả năng thực thi lời của Thiên Chúa. Xin Chúa Kitô ban ơn cho mỗi người chúng ta, để trong đời sống của chúng ta, khi nghe lời của Chúa thì chúng ta đem ra thực hành. Khi được Thánh Thể của Chúa bồi dưỡng tâm hồn và thể xác chúng ta, chúng ta có khả năng để thực thi lời của Thiên Chúa, để cuộc đời của mỗi người chúng ta là phản chiếu, là phản ánh chính đời sống của Chúa Kitô. Và chính trong lúc phản ánh đời sống Chúa Kitô như thế là lúc chúng ta rao truyền nước Thiên Chúa ở giữa trần gian này, để anh chị em chúng ta, những người chưa biết Chúa, những người chưa đức tin, nhìn thấy chúng ta thì sẽ làm cho nước của Thiên Chúa được lan rộng khắp nơi.
và chính điều đó sẽ giúp cho anh chị em cũng được hưởng ơn cứu độ mà chính Thiên Chúa muốn ban cho tất cả nhân loại này. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho tất cả chúng ta để chúng ta có sức thi hành lời của Thiên Chúa. Amen.